Biển máu bị cứng rắn xé mở, trong tiếng sóng ngầm, Nhật Nguyệt Đế quốc lúc này trong đại danh. Một cái hồn đạo truyền địa liên động phòng ngự vòng bảo hộ này trong nháy mắt ra rẻ. Một đạo tử sắc khắc sắc kiếm quang mang chật lóe rồi biến mất, hướng về mọi người ở trong doanh trướng. Một đạo huyết quang ở trong doanh trướng này trong nháy mắt toát ra, đem kiếm quang thuần phè. Trong doanh trướng tổng cộng 12 tên khoanh chân ngồi ở chỗ đó là tà hồn sư. Có 4 người đồng thời phun ra một ngụm huyết tiên huyết, ngồi ở chủ vị sắc mặt Trung Liêu lúc này cũng tái đi. Đế Thiên kêu to thanh truyền khắp trăm dặm, trong tay của Hắc Long kiếm trên không trung này lần nữa chém ra, cứng sắn ở huyết hải ở trong lại một lần nữa xé mở một đạo khe không gian. Hắn biết rõ không gian đã bị phong tỏa, như cũ trốn vào khe không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Biển máu kích động ở trên không trung bồi hồi, nhưng một lát sau đó giống như là tìm không được mục tiêu của mình, dần dần tự hành giải tán. Sắc mặt của Trung Leo lúc này có chút khó coi rồi nói, như vậy cũng làm choáng chạy thoát. Hắn trung huyết hải oán linh màu, nhất định chịu trọng thương, đi theo ta, đi tìm đấu đại sâm lâm. Vừa nói hắn nhanh chóng đứng dậy, mang theo một đám ta hồ sư ra ngoài doanh trướng, hướng tìm đấu đại sâm lâm đi. Thực lực của Trung Leo, bọn họ coi như là người hai người đều liên thủ, cũng không có khả năng xúc phạm tới thú thần đế thiên. Loại tầng thứ này, nhưng mà mới vừa rồi một kích kia, không chỉ là bọn hắn những thứ tà hồn dô lực lượng, còn mượn mấy vạn mới chết oán linh, thiêu đốt những thứ linh hồn này cũng là hóa thành huyết hải oán linh màu. Trong nháy mắt phong bế không gian, cho đế thiên lặng lẽ một kích này, mặc dù không phải là huyết hải oán linh màu hoàn toàn không có vào trong cơ thể của đế thiên, nhưng vẫn là có một phần hoàn thành đột phá. Những thứ oán khí này kinh khủng điên cuồng ở trong cơ thể của nó tàn sát bừa bãi, đem nó hoàn toàn thuần phệ. Cho nên Trung Leo mới có thể vội vàng như vậy, nếu như có thể thật giết được thú thần đế thiên, như vậy thì thánh lịch giáo đã không người nào có thể ngăn cản, hắn cũng trở thành tiếp nhận đế thiên đệ nhất thiên hạ cường giả. Vũ Hạo cùng với Huyền Lão, đám người này vẫn nhìn ở sau một đám nàn máy, mới là thèm sầu vào nhẹ nhóm. Thú thần cuối cùng là đi, ít nhất tạm thời sẽ không uy hiếp được an nguy của Vũ Hạo. Vũ Hạo vén lên bản thân băng cực chiến thần giáp trước mặt bọc ra, Huyền Lão lúc này mới nhìn đến sắc mặt của hắn một mảnh tái nhợt. Trong miệng của Vũ Hạo lúc này phun ra một ngụm tiền huyết, thân thể của Huyền Lão đỡ lấy mới không có ngồi ngay đó. Chúng ta trở về hãy nói. Huyền Lão lúc này một tay rất xìu lấy Vũ Hạo, thúc xúc hồn lực hướng rồi lại khắc thành đi, Ngôn Thiểu Triết đám người này theo sát phía sau. Mới vừa rồi trận chiến này thực sự tại là hạo hiểm vạn phần, đồng thời cũng để cho bọn họ chân chính thấy được Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân thực lực kinh khủng. Coi như là thú thần đế thiên loại tầng thứ tu vi này, đối mặt với liên động công kích hồn đạo khí, thế nhưng cũng ăn thiệt thòi. Hơn nữa Nhật Nguyệt Đế Quốc còn có cả thánh linh giáo thương tổn được thú thần, đã cho hắn phải rút đi. Vũ Hạo mới vừa rồi đột phá hồn hạch thứ hai, mang đến hưng phấn còn chưa kịp buông thả, trong lòng của mọi người tự là một lần nữa trở lên nặng trịch. Huyền Lão trực tiếp mang theo Vũ Hạo trở lại Hải Thần Các, đến Hoàng Kim Thụ. Vũ Hạo lúc này theo thời gian cũng là quỳ dạp xuống đất, hướng Hoàng Kim Thụ xá đi xuống. Lão sư, đa tạ ngày thành toàn, ta giúp cuồng đột phá hoàn thành hồn hạch thứ hai. Ngài yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo bảo vệ xử lý khác, quyết không để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc phá hư học viện. Huyền Lão đứng ở bên cạnh của Vũ Hạo, quay đầu lại đi chỗ khác. Hắn dĩ nhiên biết Mục Lão cũng nghe không được thanh âm của Vũ Hạo, chẳng qua là hắn thế như nào nhẫn tâm đem chân tướng nói với Vũ Hạo đây. Vũ Hạo đã lấy, lúc này mới là cùng với Huyền Lão cùng nhau trở lại bên trong Hải Thần Các. Ngươi thế nào rồi? Huyền Lão lúc này lại hỏi. Vũ Hạo lúc này hiện tại cũng có hồn hạch thứ hai, nhưng phương thức tu luyện của hắn hoàn toàn bất đồng, ngay cả Huyền Lão cũng không có biện pháp nào thông qua hồn lực tìm kiếm tình huống thân thể của hắn. Vũ Hạo lại nói, ta không sao, chỉ là bởi vì ngăn cản thú thần một kích kia, thân thể nhận lấy trình độ nhất định chấn động, thân thể bản chấn cũng là chữa trị năng lực giống như đọ với trước kia kinh mạch mạnh hơn nhiều, hẳn là sẽ rất mau tốt. Huyền Lão gật đầu rồi nói, vậy thì tốt, chúc mừng ngươi. Vũ Hạo ngơ số cuộc thành công hồn hạch thứ hai, hơn nữa thì còn là âm dương bổ sung hồn hạch thứ hai, tin tưởng thời gian không bao lâu, ngươi là có thể vượt qua ta, trở thành đệ nhất cường giả học viện của chúng ta, thậm chí có được lực lượng của thần thú khiêu chiến. Đế Thiên hẳn là cảm giác được ngươi muốn đột phá, cho nên mới là tìm tới ngươi phiền toái. May là đã quá, lần này thú thần chỉ sợ cũng rất phiền toái rồi. Ta mới vừa rồi nhìn đến một đám tà hồn sư hướng tinh đấu đại sâm lâm phương hướng đi, Đế Thiên hẳn là thương thế không nhỏ. Bọn họ đi sàn giết Đế Thiên rồi. Khóe miệng của Vũ Hạo lúc này hiện ra vẻ cười khẩy rồi nói, những tà hồn sư đó thật sự là không biết tự lượng sức mình, sàn giết thú thần thật thiếu bọn họ nghĩ ra. Huyền Lão lúc này sầu chấp nhất gật đầu rồi nói, tinh đấu đại xâm lấm không chỉ là có một Đế Thiên, còn có cả Phỉ Thúy Thiên Nga, Hùng Vương, Vạn Yêu Vương, Trở Cường Giá, những thứ tà hồn sư chưa chắc có thể lấy lòng. Vũ Hạo lúc này lắc đầu rồi nói,
Bích Cơ tiền bối bọn họ sợ rằng còn không ngăn được những thứ tà hồn sư này. Những tà hồn sư đó tập thể đều động lực lượng, hẳn là hấp thu được chữ lúc trước chết ở chỗ ta cùng với đế thiên và chạm sư bà hạ. Những thứ chiến sĩ linh hồn lúc này mới làm cho đế thiên bị thương nặng. Bọn họ thực sự thực lực như vậy, ít nhất trên sách siêu cấp đấu la tầng thứ tà hồn sư, nhưng bọn họ sợ rằng không nghĩ tới thú thần thương thế cũng không có nghiêm trọng trong tưởng tượng của bọn họ như vậy. Sao? Huyền lão lúc này có chút kinh ngạc nhìn Vũ Hạo. Không nghiêm trọng sao? Nhưng ta làm sao cảm giác được một kích kia rất đáng sợ. Vũ Hạo lại nói là rất đáng sợ. Một kích kia đẩy dẫy ra mấy vạn oán linh tiêu đốt linh hồn sinh ra oán khí, đầy đủ cực kỳ cường thịnh phá hư tính. Nhưng đế thiên cũng là có âm dương hòa hợp song hồn hạch, có đôi hồn hạch này hắn sẽ rất khó chịu trọng thương. Huyền lão lúc này tò mò nói, mau nói một chút đi, các ngươi âm dương hòa hợp này song hồn hạch đến tột cùng là có cái gì kỳ diệu? Vũ Hạo lại nói, âm dương hồn hạch này, âm dương song hồn hạch tạo thành hai cái hồn hạch lực lượng giao hòa lẫn nhau, hoặc nói là va chạm quả lại, đem bản thân lực lượng trùng tần tổ hợp, tẩy lễ áp xúc, sử dụng bản thân hồn lực, đồng thời là đầy đủ tinh thần lực lượng cùng với cực trí chi bằng đặc tính, đồng thời sinh ra hoàn toàn hồn lực cũng đã trở thành hình dáng toàn qua. Loại hình dáng này toàn qua hồn lực tất nhiên là tinh thần lực lượng cùng với hồn lực tổ hợp thế, đầy đủ phá hư tính cực kỳ mạnh, đồng thời cũng đem hồn lực này áp dụng vào trong cực hạn. Ta có thể cảm giác được, sau khi đột phá ta hiện tại, hồn lực tổng số ít nhất là gấp 3 lần trước kia, hơn nữa vẫn còn là áp dụng, lực chiến đấu đọ với trước kia ít nhất mạnh hơn gấp 5 lần. Âm dương bổ sung sinh ra lại hồn lực hoàn toàn mới, đối với bất kỳ ngoại lai lực lượng nào cũng đầy đủ kháng tính cực kỳ mạnh. Oán khí mặc dù cường thịnh, nhưng ta tin tưởng rằng đế thiên tu nhiều lần như vậy, âm dương hòa hợp hồn lực, hóa giải vẫn là không thành vấn đề. Huống chi bản thân hắn chính là lấy thuộc tính bóng tối làm chủ, bị thương là tất nhiên, nhưng thương thế tuyệt đối không có tà hồn sư nghĩ đến nặng như vậy. Những thứ tà hồn sư xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm ở bên trong, ở địa bàn thú thần đối phó với thú thần, tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Nghe Vũ Hạo nói như vậy, Huyền lão cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đúng vậy, thực lực của thú thần hồn sư đi chống lại, thực tại là không dễ dàng. Mặc dù theo hồn đạo khí phát triển, địa vị hồn đạo sư không ngừng tăng lên, thậm chí đã hướng tương lai muốn lấy hồn sư phát triển, nhưng chính thức cường giả cấp cao nhất như cũ đứng đầu kim tự tháp. Ví dụ như thần thú vô luận đối mặt với bao nhiêu hồn đạo sư, nếu như thần thú cố ý muốn chạy là không có bất kỳ người nào có thể lưu lại hắn. Mà hắn đang toàn lực ứng phó công kích, cũng tuyệt đối so với bất luận hồn đạo sư đoàn nào càng thêm đáng sợ. Nghĩ đến hồn đạo sư đoàn, Vũ Hạo cũng không khỏi nghĩ tới có duyên gặp mặt một lần nữa tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Vậy thì thật sự là một chi lực lượng kinh khủng. Lớn như bọn hắn chính diện đụng với thần thú, không biết là có thể không đem thần thú đánh chết đầu này, mà tương lai muốn cùng với Nhật Nguyệt đế quốc chống lại, sớm muộn gì đều sẽ đối mặt với đương thời cường đại nhất quân đoàn đấy. Huyền lão lại nói, Vũ Hạo, ngươi đừng nhiều lời, chạy nhanh chữa thương đã, ta cấp cho người hộ pháp, người mới là vừa vặn đột phá, còn phải củng cố lại tóm một phát thực lực người bây giờ. Nếu là có vũ đồng thì tốt rồi, người đã đột phá hay người các người lại liên thủ, nói không chung thật sự có thể cùng với đế thiên chống lại đó. Vũ Hạo lúc này cười khổ lắc đầu rồi nói, ta lần này sau khi đột phá, ta cùng với vũ đồng vũ hồn dung hợp kỹ chưa sợ sẽ có vấn đề, hồ lực của ta thức tỉnh tính chất đã là xảy ra biến hóa long trời lở đất, chỉ sợ không có biện pháp nào cùng nàng hồn lực xung hợp cùng với nhau. Nhưng chúng ta vũ hồn dung hợp kỹ còn có thể dùng, có nàng chúng ta đoán chung có thể tự bảo vệ mình. Vũ đồng nhà đầu kia đã làm gì vậy? Thời điểm trọng yếu như vậy, nàng như thế nào không có ở bên cạnh của ngươi? Huyền lão lúc này liền hỏi. Vũ Hạo lại nói, Huyền lão ta cũng không gạt ngay, ta để cho nàng đi đấu linh đế quốc rồi, hy vọng nàng có thể thuyết phục được đấu linh đế quốc cường giả bên kia, không muốn phái đại quân đến xử lý khắc thành. Huyền lão cũng không tắt xa vẻ kinh ngạc, thở ra một tiếng sẽ nói, Vũ Hạo, người cũng đã biết rằng người làm như vậy, nếu để cho mọi người biết rõ sẽ như thế nào sao? Vũ Hạo cúi đầu xuống rồi nói, biết rõ là bẫy giáp, ta hy vọng rằng bọn họ không muốn bước vào, nhưng ta kỳ thật minh bạch, đây cũng chỉ có làm hết sức mình mà thôi. Đấu linh đế quốc cùng với tinh la đế quốc đều rất khó buông tha cho hội lần này, cùng với chúng ta liên hợp cùng một chỗ chống lại Nhật Nguyệt đế quốc, nhưng bọn họ một khi làm như vậy rồi, chỉ sợ... Huyền lão than nhẹ một tiếng rồi nói, ngay lời nói của Vũ Đồng mặc dù có chút kích phấn, nhưng ta cũng nghe được ra, khả năng này rất lớn. Thế nhưng mà người lên minh bạch, khả năng này lớn hơn nữa, học viện cũng không thể nào mạo hiểm, bởi vì chúng ta không có cơ hội thất bại. Ngay lúc này đấy, chúng ta không thể không ích kỷ, lấy học viện vạn năm căn cơ làm trọng.
Trận chiến ngày hôm nay, tuy dẫn đông của người làm cho Nhật Nguyệt Đế quốc tổn thất nặng nề, nhưng tương tự cũng cho chúng ta thấy được nhánh đại quân này chính thức kinh khủng. Cho dù là thần thú cấp bậc cường giả đều phải tránh đi, càng không cần phải nói với chúng ta, chính thức hợp lại người cho là chúng ta có thể có bao nhiêu cơ hội chiến thắng đây. Vũ Hạo lúc này nhẹ gật đầu rồi nói, ta minh bạch ngày chỗ khó xử, do dĩ ta cùng với chỉ có thể làm hết sức mình, sau đó ta liền bế quan liếm thử đột phá. Hy vọng có thể bằng lực lượng của ta, có thể đối với Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia cấu thành uy hiếp nhất định. Huyền lão chờ ta thương thế khôi phục, về sau ta nghĩ giá đi Nhật Nguyệt Đế quốc đại doanh bên kia một chuyến. Ánh mắt của Huyền lão lúc này khẽ nhúc nhích rồi nói, được rồi, người đi đi, hiện tại ngược lại rằng là thời cơ tốt. Hắn không hỏi Vũ Hạo lúc này đi làm cái gì. Lần trước nghe lời nói của Đường Vũ Đông, về sau hắn cũng mơ hồ minh bạch Vũ Hạo cùng với vị đế hậu chiến thần ở trong lúc đó chỉ sợ thật sự có chút không rõ, không nói rõ quan hệ. Mà bây giờ tà hồn sư đã bọn họ cũng đều là tỷ tình đấu đại xâm lầm bên kia, đúng là cơ hội tốt nhất. Huyền lão lúc này tự mình đem Vũ Hạo đưa về ở trong căn phòng của Hải Thần Các, hơn nữa sai người tiến về trước đường môn, nói cho đường môn mọi người Vũ Hạo hết thấy, khoanh chân ngồi xuống. Trong nội tâm của Vũ Hạo một mảnh yên tĩnh, trong đầu của hắn không ngừng lặp lại cảm thụ hắn cùng với Đế Thiên va chạm một kích kia. Một kích kia thần thú thật sự là tiếp cận toàn lực ứng phó đi, hắn hắc ám chi lực lượng cũng không tính thật sự đáng sợ, nhưng là kết hợp được không gian chi lực, về sau trở nên vô cùng cường đại. Thẻ lôi âm dương hòa hợp lại, hai đại hồn hạch này tiến hành vận chuyển. Nguyên một đám vòng xoáy nhỏ hình dáng hồn lực ở trong kinh mạch chảy xuôi, không nói xa được kỳ dị. Vũ Hạo phía trước mặc dù nhận lấy được một ít chấn thương, nhưng bởi vì có băng cực chiến thần giáp, thương thế cũng không có tính quá nghiêm trọng.